Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bắc Hưng nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ hiện hữu nằm ngay trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà có khoảng tầm 8 căn nhà thôi, hẻm một xẹt 5m, cách đường khoảng tầm 5-10m thôi nha. Hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Và đây là con đường ngay trước nhà mình này. Đây là trục đường số của trục đường Quang Trung nha. Trục đường nhà mình ở phía ngoài này gần với khu nhà mình luôn. Con đường rộng khoảng tầm 15m, nếu mà tính lộ giới thì khoảng tầm 20m nha. Nằm sát bên công viên Làng Hoa, cách công viên Làng Hoa khoảng tầm 100m thôi. Và khu nhà mình thì nằm sát bên với con đường chính phía ngoài, hẻm một xẹt nha, hẻm xe tải nha mọi người. Và chúng ta cùng di chuyển vào khu vực bên trong. Căn nhà bà Hưng muốn giới thiệu hôm nay, hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là tây tứ trạch, và đang được giao giá bán là 7 tỷ 250 triệu đồng, với diện tích ngang 4m4, dài 14m. Và căn nhà này được tặng rất nhiều nội thất trong nhà nha: 4 máy lạnh, 2 giường đệm và 4 tủ quần áo kệ tivi luôn. Khu nhà mình đã ở hết rồi nha mọi người, chỉ còn một căn còn sót lại được giao bán thôi. Căn này xây sau cùng, mặt tiền được làm theo phong cách nhà phố cổ điển Cityland, với lan can bằng sắt cắt xin xi và ban công đúc vuông. Dưới này chúng ta được ốp đá hoa cương nha. Bên trong này chúng ta sẽ có một bộ cổng sắt, và bên trong nữa thì tiếp có một lớp cửa sắt kính cường lực nữa. Đây sẽ là khu vực gara ô tô. Khu vực gara ô tô của nhà mình rất dài, dài khoảng tầm 8m. Chúng ta có thể đậu được các loại xe hơi, xe bán tải hoặc là đậu được cả xe tải trong nhà nha. Ở khu vực này chủ nhà có đổ bê tông rồi, sàn gạch bóng kính gạch 80. Và căn nhà này là một căn nhà có vị trí rất đẹp, phù hợp cho những anh chị nào đang có nhu cầu mua để mở văn phòng công ty, văn phòng phẩm online, hoặc là chúng ta làm salon tóc, tiệm nail, mỹ phẩm thì rất tuyệt vời. Trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao đèn chùm.
và gạch thì được ốp cao lên 3 mét nha mọi người. Phía bên này chúng ta sẽ có một bộ tủ giày dép này. Bên trong thì chúng ta sẽ được bố trí làm không gian phòng khách nha. Phòng khách được đưa xuống dưới tầng trệt và phòng bếp được đưa lên trên lửng. Một căn nhà thiết kế cực kỳ hợp lý nha mọi người. Đối diện với khu vực cầu thang có một bộ tủ rượu bằng gỗ căm sệ, gỗ sồi nha. Nhà mình diện tích lớn, công nhận đủ, ngang 4m4, dài 14m. Với bề rộng đẹp và hướng nhà là hướng đông bắc nha, với con đường hẻm sát đường luôn, hẻm 5m xe tải nha mọi người. Ở khu vực cầu thang này chúng ta vẫn được ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ cam xe và kính dày một phân. Cầu thang nhà mình sẽ được đưa từ phía trong vòng ra phía ngoài. Khu vực phòng khách ở dưới tầng trệt này chúng ta có thể bố trí một phòng ngủ cho người già được nha. Rất hợp lý nếu những cô chú nào có ông bà lớn tuổi không thể leo cầu thang được thì chúng ta có thể bố trí khu vực này là một khoảng phòng cho người già lớn tuổi ở nha mọi người. Có toilet phía sau luôn này. Toilet phía sau của nhà mình được bố trí đầy đủ này. Bồn cầu, lavabo nguyên khối nha. Gạch ốp hết tường. Một căn nhà bố trí rất hợp lý, phòng bếp trên lửng. Dưới này là phòng khách, thì bố trí một phòng ngủ cho người già được. Và sàn ở đây vẫn được ốp sàn gạch bóng kính gạch 80 nha. Về chúng ta bố trí thêm một bộ cửa nhôm Sinfa ở đây, hoặc là một bộ cửa kính có rèm thì ở tuyệt vời rồi. Một khu nhà hiện hữu cực kỳ sang trọng, có 8 căn nhà thôi và sát bên trục đường chính luôn. Trên có đèn chùm chẳng thấy cao nha mọi người. Ngang 4m4, độ dài là 14m. Công nhận đủ không lộ giới nha. Giá bán của nó là 7 tỷ 250 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Và di chuyển lên trên đây sẽ là không gian phòng bếp. Không gian phòng bếp này chủ nhà có bố trí bộ tủ bếp là tủ gỗ sồi. Và sàn được ốp sàn gạch giá gỗ nha mọi người. Ở đây chúng ta được chủ nhà tặng lại một bộ bàn ăn. Gạch ở không gian phòng bếp này chúng ta cũng được ốp lên cao hết tường, rất là sạch sẽ nha mọi người. Trên chúng ta làm đèn ăn và thiết kế cũng rất đẹp trẻ trung. Có giếng trời ở phía cuối này. Đây là giếng trời nha. Hướng đông bắc nha. Và quý anh chị nào đang có nhu cầu mua để làm văn phòng công ty, văn phòng phẩm, hoặc là chúng ta mua để làm spa, tiệm nail thì chúng ta cũng nên quan tâm đến căn nhà này. Với vị trí rất đẹp sát đường chính này, đây chúng ta có thể buôn bán được nha mọi người. Và di chuyển lên trên sẽ là khu vực lầu 1, phòng ngủ 1 và 2 nha. Ở lầu 1 thì được làm toilet chung nha mọi người. Toilet nằm ở giữa này. Nhà này có 4 toilet. Làm toilet chung thì phòng ngủ rất là rộng. Đây là khu vực phòng ngủ số 1 ở phía trước. Hai phòng ngủ phía trước được tặng lại nội thất nha. Hai phòng phía sau thì được tặng máy lạnh. Tặng hai cái giường đệm và đầy đủ kệ tivi và 4 cái máy lạnh luôn. Sàn gỗ nha, sàn gạch giá gỗ nha mọi người. Có giường 1m8 và kệ tivi, tủ quần áo và máy lạnh sáp. Phía ngoài này chúng ta có khoảng ban công đúc 1m2 nha. Cửa nhôm Sinfa, lan can bằng sắt cắt xin xi rất là bền. Đây, căn nhà này cũng rất đẹp nha. Phòng ngủ cực kỳ rộng và thoáng nha mọi người ơi. Và quý vị khách hàng nào đang có nhu cầu thì chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà Đất Hưng để được đi xem và được làm giá tốt nhất trên thị trường. Đây là kênh bán nhà
với số lượng video ra nhiều nhất và địa bàn rộng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, với địa bàn 3 quận Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Bên Hưng với đội ngũ đông đảo, tư vấn nhiệt tình, tận tâm giúp khách hàng tìm được những căn nhà hợp lý với từng người nhất. Và đặc biệt bên Hưng có đội ngũ làm giá cực tốt luôn. Thì khi quý vị khách hàng nào lựa chọn tới bên Hưng đi xem nhà, chúng ta sẽ được bớt giá từ 2 đến 500 triệu đồng mỗi căn. Phòng ngủ số 2 của nhà mình cũng rộng rãi và được tặng lại kệ tivi, tủ âm tường nha mọi người. Cửa sổ dưới trời đầy đủ. Cửa vào phòng ngủ thì vẫn được bố trí là cửa gỗ sồi như thường lệ. Và di chuyển lên trên đây thì chúng ta sẽ được bố trí hai phòng ngủ cũng giống như bên dưới, nhưng mà ở đây sẽ được làm toilet riêng nha. Đây là khu vực phòng ngủ số 3, cũng được tặng giường, nệm và kệ tivi, tủ quần áo luôn nha. Và chúng ta được bố trí rất đẹp này, hài hòa. Màu sắc cực kỳ tươi thắm nha. Toilet này, lavabo bồn cầu nguyên khối hết. Và di chuyển ra phía khu vực phía sau này, chúng ta cũng được bố trí toilet riêng. Nhà thiết kế đẹp nha. Căn nhà xây cũng rất chắc chắn, số hồng hoàn công năm 2020. Và di chuyển lên khu vực trên, chúng ta có phòng thờ, sân thượng trước và phòng giặt sân thượng phía sau. Đây là khoảng phòng thờ này, bố trí tủ thờ khu vực này. Dính trời trên làm lá sách lấy gió xuống nha. Và ngoài này sẽ là khu vực sân thượng trước. Sân thượng trước của nhà mình thì được làm rất rộng, có làm khung bảo vệ và làm đầy đủ, trồng cây xanh rồi này. Phía sau sẽ là khu vực giặt và sân phơi. Làm mái và làm khung sắt đầy đủ rồi. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý vị khách hàng nào xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.